Singing ooh. Các bạn nữ ở VNNTU thật là tuyệt vời. Ngoài chuyện học hành giỏi giang ra thì không nói thì các hoạt động xã hội rất là xuất sắc, cũng dễ thương và khá là hay ho. Không biết đá bóng, ngoan ngoãn và trong sáng, rất là hòa đồng, rất là được và rất là tiến bộ. Ở đây con gái à? Cũng chăm chỉ, xinh xắn, dễ thương mà rất là tuyệt vời. Mạnh mẽ, eo to, vừa tay, đoan trang và dịu dàng. Rất xinh nhưng mà hơi hiền, ngoan hiền, dễ nhàng, dịu dàng. Gái là gì? Ăn ngon không? Nói chung là hot đấy, rất là con gà. Khát khao, trẻ trung, thịt lợn, thông minh, học giỏi. Máy bay nhiều quá, quá nhiều máy bay, bay nhiều máy quá. Nữ tính, dịu dàng và thủy chung trong tình yêu. Tiếp theo không đủ. Cũng được. Anh thấy con gái VNNTU rất là nhí nhố và dễ thương, sắc sảo, lém lỉnh, bướng bỉnh, khó tán tỉnh, da trắng, mặt xinh, trung tình, dễ vào, giống nghe. Mình nghĩ con trai có thể gọi về cho mẹ của mình, cho em gái và cho các cô giáo đã từng dạy mình, có thể là cho người yêu. Ra làm clip, làm hoa, tặng gái, DIA, làm MYP, làm sim để dặn bé, gọi điện về cho gia đình. Chắc là gọi điện về nhà, chúc bà, chúc mẹ, chúc các chị em với cả cô giáo cũ nữa. Con trai trong ngày 8 tháng 3 nên tự tay mình chuẩn bị những đồ trang trí như là hoa hay là thiệp để tặng bạn nữ. Mình định ở nhà chơi game nhưng mà nếu mà anh em có làm gì rủ thì chắc là cũng đi. Dạ dạ. Cảm ơn bà như mọi ngày, cần về bạn nữ. Ngày quốc tế phụ nữ thì chắc chắn đi gặp gái rồi. Chúc các bạn nữ. Chắc là sẽ tặng quà và đi chơi một bạn nữ. Có quiz, phải học quiz, không có làm gì khác hết. Một ngày bình thường thì chỉ ngủ thôi. Có xuyên ngày đêm. Anh nghĩ là cho chiều bạn gái. Trong ngày 8 tháng 3 thì bạn gái muốn gì chiều nấy đi. Sắp hình. Mình khá là ấn tượng với lại em Tú Thị An Hương vì em đã ra tranh cử ban chấp hành năm vừa rồi. Chị Ngân, chị Tú, chị Yến, chị Khánh Hà, Hồng Lan với Hồng Trinh. Các em gái đội múa mà rất là dịu dàng, nữ tính, trong tay áo dài. Yến, muốn nói tên người khác cũng được. Anh nghĩ là cái hội fan club của anh có Minh Hương, Đặng Ngọc, Tâm Linh, Mai Dung, người yêu của mình. Và các bạn từng làm trong ban chấp hành nhiệm kỳ vừa rồi với mình như bạn Mỹ Mập, bạn Nhung, bạn Lan Hương và bạn Lục Khanh. Liên quan ai em? Bạn gái đầu tiên là Đặng Ngọc và bạn thứ hai là bạn Tâm Linh. Dạ Tâm Linh. Sơn, chị Trâm và chị Phan Linh. Phạm Thị Hoài Nam. Nguyễn Minh Trăng. Chị Đặng Ngọc, chị Hoàng Yến, bạn Loan, bạn Đắc Thuê. Phan Yến, Đặng Ngọc. Chị Đặng Kim Cha, chị Đặng Kim Ngọc. Còn Béo Văn Quân. Đầu tiên là Đặng Ngọc. Thứ hai Đặng Ngọc. Ba Đặng Ngọc. Da trắng, mặt xinh, trung tình, dễ bảo, giống nghe, vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe, ngon bổ rèn. Chúc các bạn chuyển từ chế độ phòng ngự tiêu cực sang chủ động tấn công. Chúc các bạn bớt trong sáng hơn, bớt ngoan ngoãn hơn. Chúc các bạn nhận được nhiều quà từ các bạn nam ở VNNTU và các bạn nam ở chống ngoại nói chung nữa. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp và sẽ không có ai bị đẹp. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ. Chúc các chị em xinh đẹp, học giỏi, rồi thì đạt được những thành công trong cuộc sống. Thế thôi. Và ngày càng xinh đẹp và làm cho các chúng tớ vui hơn. Các bạn vui vẻ. Chúc các bạn vui vẻ, luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn giỏi, chắc khỏe. Số lượng tăng, chất lượng tốt. Luôn giữ được nụ cười trên môi. Vẫn cứ mãi như này thôi. Mà điều quan trọng là hạnh phúc. Anh chúc các em ngày càng đáng yêu, học giỏi và sớm tìm được bạn trai. Mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Bạn nào chưa người yêu sẽ có người yêu nhé. Hết FA. Nhân ngày 8 tháng 3, chúc các bạn nữ trẻ khỏe, xinh đẹp và sớm có được người yêu như ý, như mình. Chúc mình nữ chăm chỉ tập gym, ngày càng khỏe mạnh và đáp ứng được nhu cầu của các anh em. Yeah! Yeah! Chúc các bạn ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ với các bạn nam VNNTU. Nói chung là chúc mọi người được không? Mọi người đảm đang, nết na nha. Chúc mọi người khỏe mạnh, dịu dàng, hiền nha, xinh nha, mặn, ngon hơn nhá, rẻ hơn nhá. Chứ tháng 3 nhớ cẩn thận nha. We love you. We love you. We love you.
We love you. We love you. We love you. We love you. We love you. We love you. Con gái, vui là con gái, nắng cho em màu yêu, vui là con gái.